Xin chào bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay là mình là đang ở trường để làm gì ta? Làm gì quên thế Vinh? Làm gì? Tao nghiêng hả? Làm gì thế Vinh? Nói mẹ đi ăn xương mụn nè. Quỷ. Hello bạn Trung Ngân. Làm gì ở Trung Ngân? Ngân dáng gì ở Trung Ngân? Trung Ngân à. Trung Ngân à. Đây chơi rồi. Giờ đây chỉ cần quay vlog. Đây quay vlog. Chúng đang làm gì? Chúng đang làm gì? Nãy là mình trang trí lớp chuẩn bị cho đại hội võ lâm lần thứ tư của lớp 12-1. Ủa lần thứ nhất chứ lộn. Sao ghi đại hội của học sinh đại hội võ lâm? Ban chủ vừa mới đi rồi, ban chủ áo sọc vừa mới đi rồi. Trường vắng quá. Để cho làm qua đây phụ làm. Ủa? Ủa nãy tao nhớ bên sang ngồi cục đây đâu giờ mới tới. Tôi về nhà lấy cái quần. Bây giờ. Ủa vậy? Ủa? Cái kiến. Xin chào bạn đã quay trở lại kênh mình. Hôm nay sẽ review món ổi cho cô Danh. Đang ở đâu? Đang ở đâu? Đang ở trường thì sẽ review món ổi cho cô Danh. Cô chú dễ mình chuẩn bị. Mình sẽ chấm một miếng muối ớt. Muối ớt nhà làm. Đây là cô đã dành hết tâm huyết và tình cảm làm vào để chuẩn bị cho ngày mai là hội phụ huynh bồi dưỡng cho các em ăn đấy, ngày mai bị đánh đòn không đau đít. Chúng ta sẽ nếm vào miếng đầu tiên. Ngon đến buốt ốc. Bây giờ trên mẹ cay quá. Tắt đi, cay quá.